Xin chào các seller, hôm nay Senqueen giới thiệu tính năng Bug Upload Regular Campaign áp dụng cho tất cả các sản phẩm 2D in một mặt. Với Bug Upload Regular Campaign, anh em seller có thể tạo hàng loạt thiết kế một cách dễ dàng. Anh em có 3 lựa chọn để lấy thiết kế trên dashboard, local file, file CSV và Google Drive. Điều này giúp bạn linh hoạt trong việc chọn nguồn thiết kế phù hợp với nhu cầu. Không chỉ vậy, anh em còn có thể kiểm soát và sửa các chiến dịch bug bị lỗi. Các lỗi sẽ được hiển thị cụ thể tại từng campaign, giúp anh em nhanh chóng chỉnh sửa và chạy lại chiến dịch. Điều này đảm bảo rằng các campaign của bạn luôn chạy mượt mà và hiệu quả. Với tính năng này, anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay tới team Sales Support. Chúc anh em thực hiện thành công!